Tập 43. Ai vậy? Hàng Thao, tôi phải đi về ngay. Ngài nghe cho rõ đi. Ngài nói đi. Khẩu hiệu tối nay là quốc thái dân an, và lính gác nơi ấy sẽ thay ca vào canh ba. Đến lúc đó, ngài nhất định phải giải quyết họ. Tôi nhớ rồi, người của chúng ta sẽ phóng quả trong đó. Ngài thấy phát quả rồi nhất định phải ra tay giúp đỡ, không thể quá trễ. Ngài yên tâm, chúng ta khiến họ không kịp trở tay. Được, tôi đi đây. Thành công. Quốc thái dân an, chuyện gì vậy? Cấp trên cho chúng tôi đến chuyển lương thực. Nửa đêm nửa hôm mà chuyển lương thực hay sao? Không được đâu, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Tôi nói không được là không được. Cao đại nhân, làm tốt lắm. Lấy thuốc nổ ra đi. Được, tôi lấy ngay. Cao tướng quân, đã xong xuôi rồi. Đuốc đâu? Rút đi.
Phóng tỉ. Dương gia, quân tình thế nào? Tất cả quân lương chúng ta đều đã bị thiêu rụi. Dương gia, quân đội không thể thiếu lương thực, chúng ta phải tranh thủ quy động từ dân gian mới được. Lương thực tại dân gian đâu còn bao nhiêu? Giả lại chúng ta làm như vậy, có khác gì hại bá tánh chết đói chứ? Đã lâm vào cảnh này, chúng ta không thể quan tâm sự sống chết của lão bá tánh nữa. Nếu tướng quân chúng ta nghe tin tức lương thực bị thiêu rụi, lòng quân sẽ bị lay động. Chúng ta đã thất thế rồi. Sự việc nguy cấp, xin Dương gia lập tức ra lệnh, đừng do dự nữa. Ý trời. Đúng là ý trời mà. Tướng quân, dạ, lập tức truyền lệnh của tôi, huy động tất cả lương thực tại dân gian, vũ khí, sắt thép cho ta trưng dụng. Tuân lệnh. Dương gia, bây giờ hy vọng tiểu Dương gia mau chóng trở về. Con ngài ấy có cách gì hay không? Khó. Quá khó. Ngài tưởng nó là thần tiên thật hay sao? Đại gia, đừng khám xét, nhà không có lương thực đâu mà, đừng mà. Tỉnh ra, cả gia đình chúng tôi phải sống nhờ vào nó đó đại gia, đừng mà. Cái này là cái gì chứ? Tỉnh ra. Đừng mà. Cái này là cái gì đây? Đừng mà đại gia. Trả cho chúng tôi đi mà, làm ơn. Chúng tôi sắp chết đói rồi. Tỉnh ra. Làm ơn đi mà, đừng có lấy của chúng tôi mà. Buông ra đi. Thực ra chiến tranh chưa bùng nổ mà. Chúng ta đâu cần phải đi đường núi làm gì. Đi đường cái có thể cưỡi ngựa, vừa nhanh vừa đỡ vất vả. Cô lầm rồi. Tuy hiện nay chưa chính thức khai chiến, nhưng một khi cho quân lính của hoàng thượng phát hiện tiểu Dương gia sẽ không ổn. Đúng vậy. Đến khi chúng ta tới Nam Xương, tôi nghĩ hai bên cũng đã khai chiến rồi. Tôi nghĩ cổng thành cũng sẽ bị phong tỏa. Không biết có vào thành được hay không. Mọi người không nên lo lắng, tự tôi sẽ có cách. Chúng ta mau đi cho kịp lúc.
Tiểu Dương gia, Nam Xương Thành chúng ta đã bị Dương thủ nhân bao vây kín rồi. Ngài không đưa chúng tôi vào thành mà đưa chúng tôi tới đây làm gì? Vào thành, đi đường sông vào thành. Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã sống tại Nam Xương, cho nên hiểu rất rõ về địa lý của vùng này. Chúng ta đi đường sông vào đó sẽ đến bộ thành mà. Sau đó chúng ta sẽ vào thành được thôi. Ý của Tiểu Dương gia là chúng ta lặn vào là được rồi. Tại thông minh của Tiểu Dương gia, tại hạ khâm phục. Nhưng mà sao chúng ta lặn đến nơi được chứ? Ông sợ sao? Đi chặt một số cọng lát lớn thì giải quyết xong ngay. Đi lâu đã mệt rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đã. Huynh có lầm lẫn không vậy? Kêu huynh đi tuần tra, huynh lại ngồi nghỉ. Yên tĩnh như vậy làm gì có chuyện chứ? Đúng rồi, Lăng Dương không dám xuất binh. Cứ ngồi nghỉ đi. Được rồi, được rồi. Nghe nói nay thành Nam Dương không còn lương thực nữa. Vậy sao? Kho lương thực của họ bị chúng ta thiêu rụi rồi. Tôi nghĩ trong vòng một tháng Lăng Dương không muốn đầu hàng cũng khó. Có người muốn vượt sông. Bên đó có mấy người chạy thoát kìa, đuổi theo. Khoan đã, chúng ta về báo đi. Đi thôi. Các ngươi lại, ngang nhiên dám lẻn vào bộ hành hà sao? Hỗn láo, kể cả Tiểu Dương gia các ngươi cũng không biết. Còn không mau dẫn được, Tiểu Dương đáng chết. Mời Tiểu Dương gia. Đúng là tức chết mà. Chưa có con hành thích Dương thủ nhân, sao có thể thất bại được chứ? Chúng con cũng không hiểu. Rõ ràng chúng con đã đâm trúng Dương thủ nhân, sao hắn lại thoát chết được chứ? Có bao nhiêu đó con cũng không hiểu. Người đó là tên tử tù giải từ trong nhà giam ra mà thôi. Cho tử tù giải dạng Dương thủ nhân. Đúng vậy. Không phải ta muốn trách các con đâu. Các con thử nghĩ xem. Cách này không lâu, bốn tay hương qua sát thủ đã chết hết. Tiếp đó, Tam Nương cũng đã hy sinh. Bây giờ kêu các con hành thích Dương thủ nhân cũng thất bại. Các con nghĩ ta có thể không giận được hay sao? Tụi con làm việc bất lực, xin Thái Quân trách phạt. Đúng vậy Thái Quân, tụi con chịu phạt. Thôi đi, thôi đi. Mọi chuyện đã như vậy rồi, ta đâu nhẫn tâm trách các con nữa chứ. Nhưng dạo này Nam Cung Thế Gia hình như làm chuyện gì cũng gặp trắc trở, y như đi vào đường cùng vậy. Tâm trạng của ta thật sự thấy rất đau buồn. Thái Quân, lỗi do chúng con vô dụng cho nên khiến người lo lắng. Sau này phải cố gắng làm tốt hơn. Nếu thất bại thêm một lần, sau khi chúng ta chết cũng không có mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông của Nam Cung Thế Gia đâu. Dạ, sau này tụi con sẽ cẩn thận hơn. Thôi được, các con cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tối nay quay lại sau. Dạ. Nhị nương, con chờ một lát, ta có chuyện muốn nói với con. Dạ. Vậy con xin phép tối nay quay lại sau.
Con qua đây ngồi đi. Mẫu thân, Minh Châu, con ở đây sao? Xuân Đào đâu? Con kêu cô ấy ra ngoài rồi. Có chuyện gì không? Mẫu thân, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Nay Nam Cung Thế Gia chúng ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Ta không hiểu con đang hỏi gì. Có lý nào mẹ lại không hiểu? Mẹ đang giả vờ thì có. Hổn láo. Con lớn như vậy sao có thể ăn nói vô lễ? Mẫu thân, mẹ chưa trả lời con. Ta không hiểu con nói gì sao có thể trả lời. Nếu mẹ thật sự không hiểu vậy con sẽ nói rõ từ đầu. Minh Châu à, ta mệt mỏi lắm rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai hẳn nói. Mẫu thân, con không làm mất nhiều thời gian của mẹ đâu. Đây, mẹ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói sao? Được, con hỏi đi. Mẫu thân, Nam Du có phải bị chúng ta giết chết không? Mẹ trả lời con đi. Tại sao mẹ không trả lời? Có phải mẹ gặp chuyện khó xử không? Còn Trung Đại Tiên Sinh, có phải do chúng ta gây ra không? Thuốc độc trên kiếm của Trung Đại Tiên Sinh, có phải do chúng ta ra tay không? Ta... Cho nên Tùy Sư Thái có thể nói là gián tiếp chết trong tay của Nam Cung Thế Gia chúng ta, đúng vậy không? Hãm hại Lục Đan, khơi dậy thù hận giữa các môn phái, có phải kiệt tác của chúng ta không? Có lẽ vậy. Đúng là đúng, sai là sai. Sao lại là có lẽ chứ? Tại vì không phải do ta ra tay, cho nên ta không thể xác định. Nếu con đoán không lầm, Lục Đan bị mất tích cũng do chúng ta làm. Chúng ta đang thực thi, biến quân ấy thành sát thủ thứ hai. Mẫu thân, con thật sự không hiểu tại sao chúng ta phải làm như vậy. Tại sao? Ta làm vậy nhằm trả thù Võ Lâm chính phái. Chúng ta không có đầy đủ bằng chứng chứng minh cha và mấy vị thúc thúc là do Võ Lâm chính phái hãm hại, sao có thể tìm họ trả thù được? Giả lại làm như vậy, chẳng những đã trái với đạo nghĩa trên giang hồ, mà còn tổn hại danh dự của Nam Cung Thế Gia chúng ta. Mẫu thân, chuyện của Nam Cung Thế Gia chúng ta tuy xưa nay đều do bà nội nắm quyền điều hành, nhưng mẹ đều có tham dự. Chẳng lẽ mẹ cho rằng làm như vậy thì có thể trả thù sao? Ai biểu mẹ là người của Nam Cung Thế Gia? Ta vì trả thù, lúc đầu ta tràn đầy tự tin, nhưng mà dạo này ta càng ngày càng thấy không ổn. Ta cũng bắt đầu nghi ngờ chúng ta làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai. Mẹ còn nghi ngờ sao? Nếu đúng là hành vi điên cuồng, con cũng không hiểu tại sao bà nội lại làm như vậy. Nếu mẹ cũng nghi ngờ, tại sao mẹ không khuyên ngăn và ngăn cản chứ? Thái quân là mẹ chồng của ta, chuyện mà người kêu ta làm sao ta dám cãi? Giả lại, cho dù mẹ có nói, người có chịu nghe đâu? Chẳng lẽ chúng ta tiếp tục như vậy? Bây giờ tất cả mọi người đều đang nghi ngờ chúng ta. Không may chuyện này mà bị phanh phui, Nam Cung Thế Gia chúng ta sẽ thân bại danh liệt. Mẫu thân, có chuyện này con giấu ở trong lòng, không biết có nên hỏi mẹ hay không. Nếu con cho rằng không nên hỏi, tốt hơn hết con đừng có hỏi nữa.
Ta mệt lắm rồi. Không được, con vẫn phải nói ra. Nếu không thì sớm muộn con cũng thấy bức xúc. Mẫu thân, mẹ cho con biết Tứ Thúc đã bị ai giết hại vậy? Thôi đi Minh Châu, hôm nay con đã nói nhiều quá rồi, con hỏi nhiều quá rồi, ta mệt mỏi quá rồi. Chúng ta tạm dừng tại đây đi. Không được, chúng ta nhất định phải nói rõ. Mẫu thân, chúng ta phải biết phân biệt thị phi. Mẫu thân, mẹ có biết không, bà nội từng kêu Lục Đan mưu sát cháu rể ruột của người là Tiểu Tử. Thôi đi Minh Châu, con đừng nói nữa. Ta gian xin con đừng nói nữa. Mẫu thân, Thái Quân, tình thế hiện nay có phải vô cùng bất lợi cho chúng ta không? Có thể nói như vậy. Nay Chính Đức đang tiến công Nam Xương. Thật không ngờ tên hôn quân chỉ say mê tửu sắc đó cũng có chút bản lĩnh. Đâu phải là bản lĩnh của hắn. Chẳng qua hắn giỏi lợi dụng Từ Đình Phong và Dương Thủ Nhân mà thôi. Nay Lăng Dương đã thất thủ, đang gặp nguy ngập. Ta vừa nhận được một nguồn tin nói Dương Thủ Nhân đã thiêu rụi toàn bộ số lương thực của Lăng Dương tích trữ tại Hồ Khẩu Trấn. Trong tay ông ấy nhiều quân đội như vậy, nếu bị thiếu lương thực có khác gì sẽ thất bại. Đúng vậy. Cho nên bây giờ chúng ta không thể nhờ Lăng Dương được nữa. Chúng ta cần phải tìm cách lấy trộm toàn bộ số thuốc của Lăng Dương về trong tay của mình. Ngoài ra, chúng ta cần phải tăng cường đề phòng. Thái Quân, hình như Tiểu Tử, đúng vậy, ta thấy nói rất nhiều chuyện, hình như đang điều tra về bí mật của chúng ta vậy. Con đã nghi ngờ hắn từ lâu. Chẳng lẽ hắn định nói gót sư phụ của hắn hay sao? Nếu muốn đối phó nó thì phải tốn một chút công sức. Tại vì ta cảm thấy hắn thông minh hơn sư phụ hắn Nam Du. Giả lại, con cho rằng Tiểu Tử đã nắm được nhiều bí mật của chúng ta, cho nên chúng ta cần phải tiêu diệt hắn. Thái Quân, con sợ Đại Nương sẽ can thiệp. Con đừng sợ. Đến lúc đó, ta sẽ phái Đại Nương đi Nam Xương làm việc. Sau khi nó vắng mặt, con sẽ ra tay. Dạ. Ai vậy? Là ta đây nhị nương. Là tỷ sao? Tỷ chưa ngủ à? Thái Quân dặn ta tối nay quay lại. Vào đi. Thái Quân, người dặn con tối nay quay lại, chẳng hay có chuyện gì căn dặn. Con ngồi xuống nói chuyện đi. Dạ. Chuyện là gì? Bốn tên hương qua sát thủ của chúng ta đều đã chết hết. Bây giờ ta muốn đào tạo một nhóm người mới, nhưng lại không có thuốc. Còn phấn la sát của chúng ta tuy có thực lực rất lớn, nhưng mà ta vẫn cảm thấy ả chưa phát huy đến tối đa, cho nên ta không mấy hài lòng. Thái Quân muốn lấy số thuốc đó hay sao? Con nghĩ là không dễ đâu. Đúng vậy. Ngoại trừ có người có tiền và quyền thế như Lăng Dương ra, khó có ai sưu tập đầy đủ như vậy. Thái Quân, Lăng Dương cũng keo kiệt lắm. Chúng ta hối thúc hắn nhiều lần, nhưng hắn cho chúng ta một chút thôi. Hắn không phải keo kiệt đâu, mà hắn vốn là một tên gan gà ma mọi. Hắn muốn lấy đó để khống chế chúng ta thôi. Thái Quân, hay là chúng ta ra tay lấy trộm của hắn? Làm vậy không hay lắm. Hắn nhất định rất kỹ lưỡng. Một khi bị mất trộm, hắn sẽ biết ngay do chúng ta lấy trộm. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Đại Nương à,
Nay Lăng Dương cũng đã thất thế rồi. Không chừng nay mai sẽ chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Thật sao? Đúng vậy. Ta mới vừa nhận được một thông tin. Số lương thực mà Lăng Dương tích trữ tại hồ khẩu trấn đã bị Dương thủ nhân phái cao thủ lẻn vào đó, đã thiêu rụi toàn bộ. Con nghĩ lòng quân có bị lay động hay không? Dương thủ nhân còn cho bao vây Nam Xương thành nhiều lớp. Nếu như không có lương thực, thì nghĩ hắn có thể cố thủ bao lâu? Đúng vậy, Nam Xương thất thủ, số thuốc đó cũng sẽ mất luôn. Cho nên ta muốn con vất vả một lần, lập tức đi Nam Xương, thưa lúc họ binh quan mã loạn, không kịp trở tay, lẻn vào Lăng Dương phủ, lấy trộm số thuốc đó để mang về. Con không muốn đi à? Không phải, con đi. Nhưng chẳng hay Thái quân muốn con lấy trộm bao nhiêu. Đại nương, tỷ thật thà quá đó. Chúng ta có thể lấy được bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Chẳng lẽ chúng ta còn để dành cho hắn khống chế chúng ta hay sao? Nhị nương nói đúng. Nam cung thế gia của chúng ta lẽ ra có 6 quá phụ, bây giờ chỉ còn lại có 4 người. Nếu muốn trả thù cho chồng, nói thì dễ thôi. Tam nương đã chết, ngũ nương thì bỏ đi. Chúng ta đang thiếu người. Tỷ nghĩ nếu không có Hương Hoa sát thủ, chúng ta lấy gì đấu với người ta? Nhưng mà chúng ta đã có Phấn La Sát, chắc cũng đã đủ. Muốn đối phó với cả Võ Lâm, một tên Phấn La Sát vẫn chưa đủ đâu. Thái quân, con không nên nói nhiều. Có chuyện gì, chờ con từ Nam Xương về rồi nói sao? Thái quân muốn con đi ngay đêm nay à? Đúng vậy. Tại vì lúc này không nên gây sự chú ý của người khác. Giả lại, phía Lăng Dương đang nguy ngập. Không chừng lúc con đến Nam Xương, Nam Xương cũng đã bị thất thủ rồi. Được, vậy con lập tức sửa soạn, sau đó xuất phát. Tốt, càng nhanh càng tốt. Lát nữa không cần phải chào từ biệt ta đâu. Nhị nương, dạ. Con kêu người chuẩn bị ngựa cho nó. Dạ rõ. Thái quân, con xin cáo từ tại đây, vất vả cho con. Đừng nói vậy. Nhị nương, dạ. Con lập tức báo cho Hồng Đăng sứ giả biết, kêu hắn chuẩn bị. Dạ rõ. Khoan đã, bây giờ con theo sát đại nương, đừng cho nó nói chuyện với lại Minh Châu. Chờ nó đi khỏi mới báo cho Hồng Đăng sứ giả biết. Dạ. Xuân Đạo, mau kêu tiểu thư đến cho ta. Huy như vậy tiểu thư đã ngủ rồi, ngủ rồi cũng phải đánh thức nó vậy. Dạ. Mẫu thân, ở đây không cần cô nữa, lui xuống đi. Dạ. Con chưa ngủ sao? Con có chuyện buồn, sao có thể ngủ được chứ? Ta có chuyện muốn nói với con. Có chuyện lúc nãy nói luôn đi, sao phải chờ tới giờ? Con không hiểu đâu. Tâm trạng của ta rất mâu thuẫn, cho nên câu hỏi mà lúc nãy con kêu ta, ta khó trả lời lắm. Nếu đã như vậy, mẹ kêu con tới đây làm gì? Ta có chuyện muốn nói với con. Tối nay ta... Đại nương, nhị nương, nhị thẩm, tí chưa sửa soạn sao? Ta đâu phải lần đầu lên đường, hành trang đã có sẵn rồi. Mời ngồi, đa tạ. Mẫu thân, mẹ kêu con tới đây có chuyện gì? Thái quân kêu mẹ con đi lo một chút công việc, phải đi ngay trong đêm nay, cho nên nói cho con biết mà thôi. Nhị thẩm cũng đi chung sao? Ta không đi, đi đông khó hành sự hơn. Ta đến phụ mẹ con sửa soạn thôi. Nói đến phụ giúp, ta có chuyện cần nhờ muội giúp đỡ. Có chuyện gì cần muội vậy? Phi tiện của ta vốn không có độc, lần này ta đi một mình, cho nên muốn đổi loại có độc, cho nên muốn nhờ muội dạy cho Minh Châu làm nó mà thôi. Được thôi, còn chuyện gì không?
Kim thương dược của ta cũng đã dùng hết. Ta muốn muội bào chế thêm cho ta. Được thôi. Mẫu thân, không cần làm phiền dì Thẩm, con cũng làm được mà. Con không trành lắm đâu. Ngồi xuống ta dạy con. Được, vậy ta đi lấy thuốc. Dì Thẩm dạy con. Làm phiền muội. Được. Vậy ta thu dọn hành lý. Được. Kim thương dược có ba đặc hiệu. Thứ nhất, giúp vết thương mau lành. Thứ hai, làm tan bầm tiêu độc. Thứ ba là an thần giảm đau. Nhưng có đôi lúc còn tùy theo đối tượng sử dụng. Lúc đó phải căn cứ vào kinh nghiệm, coi cần thêm hay là bớt đi vị thuốc nào. Con có hiểu không? Con chưa hiểu ta giải thích thêm. Đa tạ nhị thẩm. Chuẩn bị xong rồi, đúng vậy. Mẫu thân, con bỏ vô luôn nha. Được. Minh Châu. Đại nương à, tỷ mau đi cho kịp. Minh Châu, đừng làm mất thời gian mẹ con nữa. Con đâu có. Minh Châu, mẹ nói chuyện với con. Nói gì nữa, tỷ về sớm sẽ gì không có dịp nói. Đi mau đi. Đại nương, mau đi cho kịp. Được. Mẫu thân, đi sớm về sớm. Ta sẽ tranh thủ về sớm. Minh Châu, con phải ngoan ngoãn, không được chọc giận nội của con đó. Dạ. Nay trong nhà đang lu bu, con nên ngoan ngoãn hơn. Đừng làm mọi người phải lo lắng. Hả? Con nhớ rồi. Nè, nhớ ngoan đó. Mẹ sẽ mua quà về cho con. Đại nương, tí đi được rồi đó. Ngựa đâu? Đang ở ngoài kia. Được, ta đi đây. Con cẩn thận đó. Dạ. Ai vậy? Là tôi đây. Vào đi. Đình Phong, Hương Quân. Ngồi đi. Có chuyện gì không? Tôi nhớ lại sáng nay gặp được nhiều người trong Bạch Liên giáo, cảm thấy có chuyện không ổn. Nay giáo đồ Bạch Liên giáo công khai hành tẩu trên giang hồ, gặp được họ đâu có gì lạ lạ đâu. Tôi không biết nói sao. Nói chung có gì đó không ổn. Giả lại hiện nay tiểu tử còn ở trong Nam Cung Thế Gia, tôi càng không yên tâm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hay chúng ta đến đó xem sao. Được, vậy chúng ta đi mau. Cô đến rồi sao? Cô đã lên tiếng, sao tôi dám không đến? Đúng rồi, có chỉ thị gì không? Sao tôi dám chỉ thị cô chứ? Thôi được, nói mau lên. Là vị đệ tử của Nam Du. Tên tiểu tử đó hả? Hắn cũng được đó. Sao cô lại chịu nhường cho tôi? Cô hay nói đùa quá. Có lý nào tôi lại thích hắn chứ? Hắn đang sứ giả chúng ta, sao lại nghiêm túc như vậy? Đừng nhắc chuyện đó nữa. Hôm nay tôi mời cô đến đây có chuyện quan trọng. Cô nói đi. Dạo này tên tiểu tử đó cứ hay thăm dò bí mật của chúng ta. Nhân Tôn dặn dò kêu chúng ta thủ tiêu hắn. Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Không phải tôi muốn cô làm sao, mà là Nhân Tôn đã dặn dò. Người nói kêu tôi dụ hắn ra, rồi cô chặn đường hắn, sau đó hạ sát. Được, cứ giao cho tôi.
Cô đừng nên chủ quan. Cô có biết không, dạo này võ công của tiểu tử tiến bộ thần tốc, có thể nói cao hơn cả sư phụ của hắn. Nhân Tôn dặn dò, lần này quy động 2 sứ giả, giả lại phải giết cho bằng được. Cô không được nương tay đó, phải hạ sát hắn. Được rồi, Hồng Đăng sứ giả này làm gì, cô không tin tưởng sao? Có chuyện đột biến, tiểu tử thoát mau. Đi. Sao ta phải đi khỏi đây? Huynh đừng nói nhiều. Muội kêu huynh đi cứ đi. Muội không gạt huynh đâu. Nếu muội không cho ta biết nguyên do, ta sẽ không đi đâu. Ta là đại trưởng phu mà. Kêu ta đi. Thôi được, ngày mai ta chào từ biệt Thái Quân, rồi công khai đi khỏi chỗ này. Kêu ta lén bỏ đi, ta không có chịu đâu. Muội sợ huynh gặp nguy hiểm đó. Nguy hiểm? Xưa nay tiểu tử ta có sợ nguy hiểm đâu. Nhất là ta sống tại Nam Cung Thế Gia, ai dám làm gì ta? Sao muội nói hoài mà huynh không hiểu vậy? Chẳng lẽ huynh không tin lời mẫu thân của muội? Tại sao mẫu thân của muội phải làm vậy? Ta hiểu rồi. Có lẽ bà ấy không thích ta, cho nên kêu ta đi. Nếu muội nói thẳng ta sẽ đi, nhưng muội dùng kế để lừa ta đi, ta sẽ không đi. Cùng lắm là chết thôi. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Thôi được, bỏ mặt cho huynh chết vậy. Tất nhiên rồi, muội cũng muốn ta bỏ đi, tất nhiên muốn ta chết rồi. Thôi được, huynh đi chết đi, chết đi. Thật ra muội đâu muốn huynh chết, chỉ muốn huynh đi khỏi mà thôi. Tại sao đến giờ huynh vẫn không hiểu muội? Thôi được, nếu như huynh không chịu đi, vậy sau này muội giận huynh luôn. Nói chung là huynh chết, muội sẽ chết theo huynh. Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Hỡi ra cứ đòi chết, chẳng lẽ có người đòi giết ta sao? Muội cũng không biết. Trước lúc mẫu thân lên đường, giao tờ giấy này cho muội. Vậy ai muốn giết ta vậy? Muội cũng không biết. Huynh nghe lời muội, mau đi khỏi đây đi. Kêu ta đi một mình, bỏ muội ở lại, ta không yên tâm đâu. Huynh khờ lắm. Đây là nhà của muội, có gì huynh phải lo? Thật ra không biết Nam Cung Thế Gia của muội làm gì nữa, lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn, không biết có âm mưu gì. Nếu như không phải vì muội, muội kêu ta ở thêm một ngày cũng khó. Muội kêu ta đi, ta có thể nghe lời muội, nhưng mà muội đi chung với ta đi. Muội, nói chung ta không yên tâm bỏ muội ở đây một mình đâu. Muội không thể đi theo huynh được. Nếu như cho họ biết được, họ sẽ nghĩ sao đây? Còn nữa, nếu Thái Quân hỏi đến, mẹ muội sẽ trả lời thế nào? Nếu có đi thì đi chung. Không được đâu, một mình huynh mau đi khỏi đây. Nếu muội không đi, ta cũng không đi. Huynh nghe lời muội một lần có được không? Ta nghe lời muội cả đời cũng được, nhưng lần này ta sẽ không thể nghe lời muội được. Thôi được, lần này huynh không nghe lời muội, sau này muội giận huynh luôn. Không ngờ Nam Cung Thế Gia lại nhờ Bạch Liên Giáo ra tay. Minh Châu, muội đứng qua một bên. Tại sao vậy?
Mấy tên này đã thừa sức đối phó. Và lại mục tiêu của họ là ta chứ không phải Mùi. Mùi đứng qua một bên coi tuồng đi. Không đá ta được đâu.